Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 29 tháng 8 tháng Thiếu 2012, thì cũng là ngày cúng hội thường lệ của giáo lý khất sĩ. Thành ra hôm nay tôi muốn nói về vấn đề tịnh độ và quế độ, để quý vị biết có một cái gì không hề chết. Chết thì dĩ nhiên ai không chết, Phật cũng phải chết, chứ không phải là Phật rồi khỏi chết. Nhưng mà trong Phật có một cái bất tử, mà không phải trong Phật mà trong tất cả mọi vật. Tôi tới đất đá cỏ cây cũng có cái bất tử nằm trong đó, bởi vì tất cả đều phát hiện từ cái bất tử. Rồi để quý vị biết cách để cầu siêu cho cha mẹ mà nãy cô đã đọc lên. Cô nói bất lực, gia đình không biết gì hết, cái cầu cho mẹ về ở trong gia đình, có cái bàn thờ của quyền ở nhà, mẹ về ở đây đặng hộ cho con cháu bình an, con cháu giàu có, rồi tin tưởng ở đó mua vé số. Bây giờ có, rồi tôi thì có số đuôi à. Bây giờ nghe nói số đề, tôi không biết số đề là cái gì, mà dường như Phật tử có đánh nhiều á, đánh cho tới mà chánh quyền công an nó bắt nó nhốt á. Tôi nghe tôi buồn vô cùng. Nó thọ giới là phải giữ, bởi vì quý vị phát tâm mà, chứ tôi đâu có bắt buộc. Mà phát tâm mà để phạm thì quý vị ở tù, nhưng mà tôi mang tai tiếng. Con cái mà hư thì cha mẹ phải gửi tai tiếng, học trò mà hư thì ông thầy tai tiếng, giáo mất nghiêm là sư chi đọa. Thì quý vị nào có thọ giới nhớ lời tôi khuyên năn nỉ ha. Thọ giới tôi không có điều kiện gì hết, nhưng xin cố giữ giới. Cái giới khó khăn thứ nhất đó là giới sát sanh. Giết, giết loài thú lớn, giết loài thú nhỏ. Thì nếu thọ năm giới đầu, đúng ra là thú lớn thú nhỏ gì cũng không giết hết. Nhưng mà căn cơ quý vị thóa thấp, thành ra Đức Phật mới năn nỉ thôi, các con ăn 10 ngày chay thôi, giết thú nhỏ thôi, tôm cua cá tép là thú nhỏ, còn gà vịt heo chó trở lên nó linh hồn nó mạnh lắm, nó thù quán. Thì các con trong 10 ngày, trong một tháng là chỉ ăn được cái thú nhỏ thôi, rồi từ tiến lên tới tay trường. Mà có người về thọ giới rồi ăn có 2 ngày, ăn không được xưa ơi. Có người tôi chứng minh cho ăn được, có người thì ăn không được rồi trốn luôn. Thì cái đó là cái sanh tử của vị, tôi đâu có làm được. Nhưng mà gặp tôi là tôi khuyên ạ. Nhiều khi tôi phải nói thẳng, nói hơi đau lòng một chút. Nhiều quý vị phải thông cảm, tôi không phải ghét quý vị, nhưng mà phải nói vậy quý vị mới tu. Thành ra tôi năn nỉ quý vị phải cố gắng. Thôi bây giờ trở lại ha. Thì bây giờ quý vị nào mà thấy cha mẹ vậy đó thì thôi cứ làm đi. Mình đâu phải thánh nhân, mình không biết cái mộng này là cho thức thứ 7 hay thức thứ 8, hay là do sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn, thì đây là mị không. Nhưng mà kể, trái tăng đâu có tốn gì đâu. Nếu mình không có gì, mình đãi bạn mình hay là bữa cúng hội là có nhiều người đãi sơ thôi. Còn quý sư thì có bữa cơm với mẹ món ăn. Mà quý vị cứ là xuất bát một lần 6-7 món đồ ăn. Bây giờ ở ngoài người ta nghèo khổ muốn chết, để tiền đó bố thí cho mấy người nghèo. Người nghèo bây giờ càng ngày càng đông. Ở thường 7 của mình số đói giảm nghèo mới đầu có 90%, sau 150%, sau 200%, giờ 200 mấy. Xóa chừng nào người nghèo nhiều chừng ấy. Người Phật tử bây giờ lại nghèo hơn trước nữa. Hồi xưa thì công ăn việc làm ta dễ, ngoại quốc ta gửi tiền vào à. Bây giờ cái ngũ đại giác đài gì đó sập rồi, bây giờ thất nghiệp tùm lum. Quý vị phải hiểu cho đó để dành tiền lại nghèo, bố thí cho mấy người nghèo, mấy người bệnh tật. Rồi thì Phật tử kính tôi, thương tôi, thì lo cho tăng, lo vừa phải thôi. Nó là học trò mà, nếu mà lo nó quá thiếu thốn thì nó không thi đậu được. Còn nếu mà cho nó ăn sung sướng quá thì nó về nó phè cánh nhạn, nó ăn rồi nó ngủ không à, thì cuối cùng rớt. Thì quý vị lấy ông thầy đâu mà hướng dẫn quý vị? Đây là chưa phải thầy, còn đang học sinh. Thì tôi thấy ở đây đó là tôi bây giờ bệnh rồi, tôi cũng bực mình đó. Tôi không kiểm soát quý sư được, giao cho ông sư phụ của tôi thì ông không kiểm soát gì được hết. Ăn thì ăn đồ ngon, mà ăn không có hạnh gì hết. Cuốn cõi cuốn này cuốn lại rồi trầm cái chén tương chấm vào đó rồi canh. Trời ơi, giống như ngoài đời. Rồi bánh dừa thì lột còn cái vỏ, rồi cắn còn cái vỏ dừa lèo phè ở dưới.
Rồi tôi nói ăn vị sao đó, nó ăn vị ngon. Nếu ăn mà cắt từ miếng như xưa lấy muỗng múc thì nó hết ngon rồi. Ngoài thì ngộ, ăn phi thời, chứ ăn lén ăn lúc là ngon. Rồi đó mấy ông giáo sư tôi học cũng vậy đó. Mấy cô mà tới ngày mà khai trường hay là mày mãn khóa đó, thì mấy cô nấu, thầy giáo kéo tay xuống, xách lỗ tay, mày xuống bốc ăn mày, bốc ăn nó ngon. Thì mấy cô nhào vô cái chụp mấy cái món đồ chạy ra vừa ăn vừa nhai. Giáo sư đó mà còn vậy đó, có biết đạo là gì đâu. Còn bây giờ mình vô đây là mình người khất sĩ. Thì sư trưởng vô là phải 10 giới là phải trả thập lục hạnh, 16 cái hạnh. Thì quý vị thấy đúng là có 5 giới à. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Còn 5 cái giới sau là 5 cái hạnh. Cái hạnh thì khó gìn, cái giới thì dễ giữ. Bởi vì cái giới là mình hại người ta thưa mình. Còn cái hạnh thì không ai làm gì quý vị được á. Vì đấy giới thứ sáu, không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn, chỗ xinh đẹp. Cái giường mà 2-3 thước không được, có 7 tấc bình an. Quý vị lăn một cái là xuống đất, chiếu bông cũng không được nằm, nệm mà êm ấm cũng không được nằm, nằm võng cũng không được, ghế salon mà xích đu cà lắc cũng không được. Thành ra giới này là ông vua, không có thợ giới thứ sáu được. Vua là ngồi cái ngai vàng, cái ghế mà trên 4 tấc là phạm rồi. Quý vị thấy cái này, cái hạnh kiểm, cái oai nghi, cái đức độ của người tu. Quý vị đây 5 giới tới 8 giới đâu có ai thọ được. Giới thứ bảy là không nghe xem hát múa đờn kèn, cái này còn khó nữa, càng đi sâu là càng khó. Coi truyền hình, tivi, coi để thỏa mãn cái trí tò mò, phạm giới. Là nó người tu đúng là ở chùa tỉnh xá là không có cái tivi. Mà tôi thấy giờ chùa tỉnh xá nào cũng có cây cây lên, nó anten đó, thì đúng là có tivi mà. Ở đây không có đó. Cả tới bây giờ cái điện thoại nữa, trời ơi nó tùm lum. Điện thoại bàn, điện thoại di động. Ngồi để tích tích te te cái chạy ra, coi ai đánh cái gì đó. Mà mấy người mà giao thiệp nhiều, một ngày nhiều khi 10 mấy 20-30. Thì giờ đâu mà ngồi thiền, thì giờ đâu mà con kinh. Rồi bây giờ đĩa một đống nữa. Rồi thôi khỏi cần đi nghe pháp, nghe đĩa được rồi. Thì có Phật tử nói tôi, đĩa của sư con có ở nhà 30-40 đĩa, con cần đến thì sao làm cái gì. Ở nhà con nằm còn xích đu nó còn lắc còn lắc, con nghe con được, nấu cơm cũng nghe được, làm như nghe chuyện đời xưa coi là coi tiểu thuyết. Chúng ta phải học 15 hạng chúng sanh cho rành. Mặc dầu là tôi thuyết nhưng cái đĩa đó là địa ngục, nó thuộc về vật lý mà. Cái thuyết quan trọng là cái linh hồn của người thuyết, chứ không phải là cái tiếng nói. Tiếng nói là cái phụ thôi. Cái chứng đắc quý vị nghe Đức Phật mà còn sống ngày trước mà cái đắc thánh quả liền. Còn bây giờ mình tu, thính thầy tôi cũng giờ không biết tôi có đắc thánh quả không. Mà nếu tôi gặp Đức Phật nói thiệt quý vị là chừng 7 bữa tôi đắc la hán, tôi dám xác định vậy. Mình đâu có thua một liên xá lợi Phất hồi xưa, một liên xá lợi Phất là Bà La Môn. Không đắc cái gì hết, đắc quả trời. Rồi mới thao thức mới biết đạo Phật là sao. Gặp Đức Phật ông Gia Xá thiết một câu, mình đi kiếm Đức Phật lần đầu tiên đắc quả nhập lưu. 7 ngày sau một kỳ liên đắc quả A-la-hán, 2 tuần sau Xá Lợi Phất mới đắc quả A-la-hán. Tu thật là mau. Là Đức Phật có cái gì? Có cái đức của Ngài. Chúng ta kêu thường thường đó, kêu bằng cái nhân điện gì đó, còn cái kia là Phật điện. Cái đức Ngài nó mạnh, nó tỏa ra. Tới cái bà lão gì nằm một chỗ bán thân bất toại mà nghe Đức Phật đến trước cửa rồi bà chạy ra, bà quên bà bệnh. Cái đó là nhờ cái gì? Cái niềm tin, cái đức của Đức Phật quá lớn. Bây giờ Phật tịch rồi, cũng như cái cõi này là mặt trời đã lặn rồi, thì chúng ta chết thành là cầu xin Phật hiện thế gian, cầu xin Tam Bảo cứu an muôn lời. Mà Tam Bảo là gì? Phật Pháp Tăng. Bây giờ có Tăng không? Tăng là nhập lưu trở lên, nhất dẫn lai bất lai mới kêu là tăng nha. Còn tôi là chưa phải tăng. Chừng nào thấy được Phật tánh đó. Đời này giờ chưa chắc có tăng. Phật tịch rồi mà tăng là phải nhập lưu mà biết ai là nhập lưu. Hồi xưa lợi cái Phật tổ ký, ông này nhập lưu này, nhất dẫn lai bất lai, cư sĩ mà đắc bở bất lai và tiền sát hư.
Ông gì ở trên mình voi đánh trận đắc quả la hán, đức vô tịnh phạn đắc quả bất lai. Trước khi chết đức Phật lời khai thị đắc quả la hán trước khi chết. Bây giờ tôi khai thị 100 lần cũng chưa chắc đắc nữa. Có mai ra giảng sanh gì cực lạc thì được. Cái đó là nhất niệm thôi. Còn cái vô niệm rất là khó. Thôi bây giờ trở lại để tôi nói rồi hết. Trở lại chúng ta phải giảng cho biết. Khi chết chúng ta sanh về đâu thì chúng ta phải biết ngay bây giờ lúc còn sống. Và coi cái cuộc sống của cha mẹ mình, biết cha mẹ mình có giảng sanh hay không, cầu an cầu siêu kết quả hay không. Kết quả hay không là do cha mẹ chứ không phải do mình. Nhưng mà mình thành kính thì nó cảm được cha mẹ mình. Mà mình không thành kính thì đầu hàng thôi. Thành ra người con bây giờ cầu như cô nãy nó cầu, mà không biết cổ có tỏ giới chưa, mà cổ có giữ giới kỹ không, cổ có niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, cổ đếm khỏi niệm Phật hay không. Nếu mà thấy khỏi niệm Phật cổ cầu là kết quả chắc chắn. Nói ai cũng nghe hết. Tại sao vậy? Tại mình có thực hành, mình có cái đức. Ví dụ giữ 1 giới cho kỹ không, là 36 vị chư tiên ủng hộ. Mà giữ 5 giới tới 180, 180 vị chư tiên. Mình đi đâu là có chư thiên đi theo hỗ trợ cho mình. Thành ra Đức Phật khuyên nói Đức Phật không cứu các con được đâu. Không có ông Phật nào cứu mình được hết á. Vậy thì cái gì cứu mình? Đức Phật nói chỉ có con cứu con thôi. Đó là cái độc đáo của Đạo Phật. Mà con có cứu bằng cái gì mới được? Đức Phật nói bằng giới luật. Các con giữ giới thì điệt tướng thơm lành bay cùng khắp. Mùi thơm có bông nó chỉ bay xuôi gió. Mùi thơm của người giữ giới bay luôn xuôi gió ngược gió. Thứ hai là được cúng dường. Người ta cung kính nếu mà các vị tăng được cúng dường. Còn nếu người nghèo thì Phật tử người ta sẽ giúp đỡ, bố thí. Giữ giới là khỏi lo. Cũng như cô Tịnh Viên, Phật tử rất ủng hộ cô. Thì ở đây đó có Liên Lưu là cô của Phật tử mới họ Liên mà. Hai má con, cô Tấn thì là mẹ, dám hy sinh cho cổ lên trên đó. Cổ có đứa con nhỏ nữa này, giao lại cho ngoại. Cổ lên trở nó mấy bữa, 7-8 bữa. Mà cổ quá tật tà, dân Trà Vinh mà ở quê nữa. Lên trển không có con trai. Trời ơi, dở ơi là dở. Tôi nói trời ơi, con trai trên thành phố mà làm những có là cái trung tâm, là cái thủ đô 2 mà. Cổ có biết đâu, điện thoại có điện thì nó đem tới cho mình. Nó có gì nó đem tới nhà thương cho mình. Nhà thương quốc tế vậy, giờ hai chữ quốc tế là hấp dẫn. Mà nghe nói trong đó nó dở, dở hơn nhà thương Chợ Đẩy. Nghe Phật tử nói thôi. Rồi trên đó ăn bánh mì 7-8 bữa. Thấy tội. Nhưng mà thật. Nó có lo hết mình. Tới mà cô Tịnh Viên và chết giấc đó. Mà cô dám lén mở phòng vô đó điểm nguyệt cho cô đó. Tỉnh liền. Cái mạch ở dưới lỗ mũi. Bên cảnh chỉ đó cô vô cô ấn xuống. Chết rồi. Ấn hồi cả tỉnh thôi. Nó cái bấm nguyệt rất là hay. Rồi bây giờ hết bệnh rồi bác sĩ cho về. Mà quốc tế là tệ đó. Người nói thử cái não cổ lần đầu là thử sai. Cái máy hư vậy đó. Nói cổ phải mổ liền lập tức. Rồi cổ không ấy là chết liền. Rồi điền xuống tôi nói khoan hả. Mổ tôi không có đồng ý. Rồi cuối cùng nhà thương nói để chụp lại. Hồi nãy cái máy nó trục trặc. Chụp lại thì không có. Gì khốn đó. Thành ra bây giờ không có tin máy móc được. Chết giấc rồi. Rồi con Liên Liên, con Lưu nó mới vô điểm cái huyệt ở dưới cái môi rồi. Nó ấn mạnh vô một chút xíu là cô tỉnh lại. Đâu có chết. Thì cô tỉnh lại lúc đó là cô đòi về gặp mặt hai đứa con, gặp mặt tôi. Đặng cô đi, cô nói chết không có sống được. Dám mà lấy cái ốc ở trong não nào mà đem đi thử. Trời ơi, lấy ra một cái là cô chết liền. Thì đại khái nói vậy. Rồi quý vị nên nhớ là khi cổ về đây, hồi nãy tôi nghe hôm qua nói đi thăm đông lắm. Thương cổ mà hại cổ. Mỗi người hỏi chút chút là cổ bệnh lợi rồi, cổ vô là tiêu số. Người bệnh là mình không nên đi. Một hai người đến thấy mặt rồi từ giả về. 2-3 phút thôi. Chứ mình hỏi người này hỏi, hết người kia hỏi, người bệnh phải trả lời.
mà khẩu khai thần khí tán mở miệng ra thì mất cái hơi thở, mà hơi thở là chánh trong vấn đề sinh tử, không thở rồi là đi thôi, nên là lấy cái à não cô đi rồi có tắt thở liền. Nó ấn cái việc này cái thì cổ nó bắt đầu cái hơi thở nó có lợi sống lại. Thì chúng ta thấy là từ nay Phật tử phải nhớ mình thương thì phải biết cách thương, không biết cách thương là hại người ta. Thì Phật tử đây tôi thấy giờ phát Bồ Đề Tâm nhiều, nhưng mà như cô Lưu đó thì khó kiếm, dám hy sinh lên trển 7 bữa ăn bánh mì, còn lo đủ thứ hết, lo một cách tận tình mà cổ lại có sức khỏe, cổ đi là tôi mừng. Cổ còn trẻ mà, tôi có đứa con nhỏ đó, mẹ nó bỏ nó ở với bà ngoại, rồi bà ngoại lo hết mình, rồi 2 đứa con nữa, cổ đi là ở nhà có ba mẹ con, rồi cô tính là phải đi đó nuôi 2 đứa nhỏ nữa, thì cả gia đình mẹ con đều lo hết, thì cô tính cũng có phước, thì cái đó tôi tán thán. Cô Lưu để quý vị cố gắng lấy cái đó làm gương, từ nay mình cố gắng giúp đỡ bạn xen với nhau để rồi cùng về cực lạc, tới cái cõi là không còn sanh tử nữa, tôi bảo đảm như vậy. Nghe không? Nếu sai là tôi xin chịu tội, còn cái cõi này là sanh tử. Tại sao vậy? Mà cái cõi cực lạc nó ở đâu? Thì hôm nay tôi xin chứng minh, bắt đầu đi vào bài giảng về cõi tịnh độ và cõi quế độ. Thì quý vị lắng nghe nhé, có hơi khó nghe đó, tôi muốn giảng mấy lần mà giảng không chạy. Bây giờ là tôi bắt đầu ngồi thiền, tôi suy nghĩ tới lui hoài, thì tôi thấy tôi giảng là tương đối sáng tỏ để quý vị nắm vững, rồi cùng với tôi đại chúng chúng ta về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Mà cõi đó thì không khó về, nhưng mà khó khó gì chúng ta không hiểu pháp. Chỉ cần nhất niệm thôi và phát nguyện là thành Như Lai, không có pháp môn nào dám nói vậy hết. Mà nhất niệm thì tương đối dễ thôi, còn vô niệm thì khó. Vô niệm là qua thánh nhập lưu rồi thì không có pháp tu, chỉ nhận lại thôi. Thì tôi giảng cho quý vị là ông Huệ Năng với Quyền Giác đó. Quyền Giác lợi có pháp môn là ông đi về liền, ông đi 3 vòng ông xá thì ông không có lại. Có ông này có phải tổ không? Nếu tổ mà có pháp môn thì không phải tổ, tổ dỗm thôi. Thọ nói sanh tử là việc lớn vô thường mau chóng lắm, ở đó mà lễ lại. Ngài giảng cho tôi nghe rõ đi. Thì Huệ Năng nói sao không ngay cái sanh tử mà nhận lại cái vô sanh. Nhận lại là cái gì? Nhận là lưỡng liền lập tức, không có thời gian, không có không gian. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta ráng nghe ha, tưởng tượng ha. Thì cái linh hồn mình đó thuộc về vô sanh, nó giống như cái dòng nước, chưa có thật sự vô sanh đâu, nhưng mà có thể nói là nó trơn vọng hòa hợp. Cái dòng nước đó thì nó chưa có sống, nó chưa có tướng, mà chỉ có cái hình dòng nước. Thì dòng nước linh hồn này đó chúng ta chỉ nhận lại thôi, chứ không diễn tả gì được nó hết. Nhưng mà khi nào mới nhận? Khi nào quý vị tới nhị thiền, không niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật, thì cái thức quý vị trong sáng. Mà nhớ đây là cõi trời chứ không phải cõi Phật nha. Rồi ngay cái sống này quý vị nhận lại cái dòng nước, không có phương pháp, không có cách cách thức nào hết. Làm sao để nhận lại? Càng làm sao thì càng đi xa, càng xa là vọng là sống nữa. Làm sao có thể đổi cái sống xấu thành sống tốt, đổi cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh thành cõi người, đổi cõi người thành cõi trời dục giới, đổi cõi trời dục giới thành cõi trời sắc giới, tức là nằm trong cái tiến trình của 5 quận. Đó là sống thôi. Nhưng mà trong đó có cái dòng nước linh hồn mà chúng ta không biết, bởi vì nó không có tướng. Sống thì có hình, có tướng. Thành ra có hình là có nhận thức, có tướng là có đối tượng nhận thức, hai cái phải tương ưng, ăn khớp với nhau. Thí dụ tôi là người, thì cái nhận thức tôi là người thì nước biến thành nước. Còn nhận thức của nhà hóa học nó khác với tôi thì nước biến thành H2O. Nhận thức của nhà điện tử nó cao hơn nhà hóa học thì H2O biến thành một oxy
một điện tử dương, một điện tử âm và 16 điện tử âm, đừng sao dương nếu oxy. Còn của loài thủy tộc cá, rùa, trảnh thì nước biến thành không khí nhà ở của nó. Rồi ngạ quỷ thì nước biến thành máu hôi tanh. Thì tất cả cái này là đúng theo những cái trình độ của lớp mẫu giáo 1, 2, 3, 4, mỗi cái nhận thức khác nhau. Thì đúng là đúng theo trình độ của chúng sanh đó, nhưng mà sai với sự thật niết bàn. Vậy thì vô sanh là gì? Vô sanh tức là cái dòng nước linh hồn. Chính cái chỗ này, cái lượng sống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, lượng sống người, trời, dục giới, sắc giới nương vào đó để mà phát hiện. Trong đạo Phật thường kêu là duyên khởi, mà khoa học kêu là điều kiện để mà phát hiện. Nhưng mà đừng có lầm là linh hồn sanh ra địa ngục, không có vụ đó. Linh hồn nó chuyển biến từng sát na. Rồi chính cái tham sân si là cái gió bát phong đó, nhất là cái si mê lờ mờ đó. Vì lờ mờ cho nên mới tạo ra đủ hình tướng hết. Lờ mờ hạng nặng là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sống địa ngục, sống ngạ quỷ. Rồi cải sửa lên tới loài người có nghiệp, loài trời là có nghiệp mà có kinh nghiệm luôn, thì mới cửa sảnh giới là sắc giới. Rồi cao kinh nghiệm già dặn sửa thành cảnh giới vô sắc. Cái đó nữa chủ nhật chúng ta giảng rành hơn, cái gì phải hiểu. Thì 62 tôn giáo bạn từ xưa là đi cái đó, đi từ địa ngục, là khoa học kêu là vật lý sinh lý đấy. Rồi tiến lên cõi ngạ quỷ là có cảm giác mà chưa có sự phân biệt tư tưởng. Rồi tới súc sanh có tư tưởng mà chưa có nghiệp, chưa có biết cải sửa. Tôi giảng sơ thôi nhá, chủ nhật mình đi nghe sau. Rồi tới cõi người là có cải sửa mà chưa có kinh nghiệm. Tới cõi trời sắc giới kinh nghiệm tương đối dài dặn. Tới vô sắc thật là dài dặn. Thành ra chứ tứ thiền tề thiên này mới tạo ra cõi trời, tạo ra luôn A-la-hán, tạo ra Như Lai Dũng, để rồi duyên vào đó. Thành ra nó cho nó bằng A-la-hán, bằng Như Lai, cõi trời vô sắc là nó cho tương đương với A-la-hán, cõi đời phi phi tưởng là tương đương Như Lai, rồi còn tú gì nữa. Nhưng mà gặp Thái tử Siddhartha sau khi nhập thiền là thấy cái chỗ hở nó không được đúng. Rồi cuối cùng thì mấy vị đó đồng ý là Thái tử giải thích đúng quá, bây giờ cho tôi biết A-la-hán thiệt, Như Lai thiệt là cái gì. Thì lúc đó Ngài là Bồ-Tát, Ngài cũng chưa đắc A-la-hán đâu. Ngài nói tôi cũng chưa hiểu, tôi thấy cái chỗ sai. Nhưng mà A-la-hán thiệt, Như Lai thiệt khó lắm. Ngài nói bây giờ Ngài đi hết Ấn Độ không ai chỉ Ngài cái đó đâu. Ngài nói đúng. Tôi đi cuối cùng có hai Ngài là cao nhất, nhưng mà vẫn là A-la-hán, Như Lai Dũng. Rồi Ngài phái một mình, Ngài nói có thi đạo ở tại lòng ta, hẳn nhờ định trí tìm ra, thì xếp chân ngồi lại kiết già công phu. Chỉ có công phu kiết già trong lặng lẽ, trong vô sư trí, thì mình mới tìm thấy được. Không thầy tự ngộ. Nhưng thành ra thi tỏa giới mà nói đó, Đức Thế Tôn con thân thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, lại ngọ bậc ưng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Mà không phải Phật Thích Ca không, mình mà khi nhận cái đó cũng không có thầy, tức là không có pháp môn, không có đạo sư, chứ không phải Phật Thích Ca không. Cái Phật tánh nó dùng chung cho tất cả, không phải là riêng cho Phật Thích Ca. Thành ra đạo Phật không có riêng cho ai hết đó. Mấy cái đạo trời, đạo Chúa, Ngọc Hoàng Thượng Đế, có mình ta là trời, đúng rồi. Ông vua này thì có mình ta là vua, mấy con là phải là thần dân thôi. Còn Đức Phật không có. Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành và đang thành. Ai cũng là Phật hết. Cái dòng nước linh hồn nó dùng cho tất cả, ai cũng từ đó mà phát hiện. Cái thân của Phật Đích Ca Ba Hoài tướng tốt tam mươi đã đẹp cũng là dỗm thôi. Nó cũng mượn cái dòng nước linh hồn để mà phát hiện. Rồi dòng nước linh hồn nó có cách bốn cách chuyển biến. Khi nó chuyển biến chậm đó thì nó dung thông với cái sắc quẩn, tức là sắc thân của chúng ta.
nó mượn cái dòng nước linh hồn đó, nó tạo ra vật lý, sinh lý và ngạ quỷ súc sanh. Rồi khi cái dòng nước linh hồn là chảy tương đối nhanh chút, thì nó tạo ra người, trời dục giới và sắc giới, tức là cảm giác. Các ngài sống chuyên và cảm giác chứ không phải chuyên sắc thân. Rồi khi nó chảy một cách nhanh, thật nhanh, thì nó mới tạo ra tư tưởng, ý chí. A-la-gia, Mạt-na, tức là Như Lai, A-la-hán, giả. Tới đây là hết. Thành ra chúng ta có tất cả là ba thân. Một sắc thân bên ngoài, chúng ta thấy dễ. Đó là sắc thân của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái đầu óc. Đó là sắc thân của bốn đường ác mà chúng ta đang sống. Nó lấy cái sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ làm cái chỗ nương tựa, dính mắc ở trong đó. Ví dụ đang sống trong đó, đó. Rồi ví dụ bắt đầu giữ năm giới, tám giới, năm giới thì bắt đầu là cao thượng, ăn uống ngủ nghỉ là bớt đi. Thành ra tôi thấy mà mấy người xuất gia mà ăn cái kiểu đó là tôi rất là khổ. Tôi nói đúng là tôi khổ. Thà là không thâu, thâu vô là phải cho đàng hoàng. Nó đã tu mà tu trót, không thì thì thôi. Mùi thiền đã bén muối dưa, màu thiền ăn mặc đã ưa vàng rồng hay là nâu sồng, thì bên xuất hỷ là vàng rồng là tu theo Phật, còn nâu sồng là tu theo người trời. Sự đời đã tắt lửa lòng, còn chen vào chốn bụi hồng mà làm chi? Dở dang nào có hai gì? Đã tu rồi tu cho trót, không thì thì thôi. Chúng ta tôi là tôi thấy là không tu tôi ta là ra đời. Còn vô đây thì phải giữ giới, phải có hạnh kiểm là cái khó khăn nhất. Nãy tôi nói bảy giới nào là không nghe truyền hình là giới thứ bảy rồi. Giới thứ tám là khó nữa, là không trang điểm phấn son, dầu hoa, áo quần, hàng lụa tươi tốt. Thì cái này người nữ là khó nhất. Đeo vàng đỏ tai tùm lum hết. Thời buổi này là coi chừng đó. Vô chỗ vắng vẻ là nó bóp cổ nó lấy. Rồi chừng đó chết. Tôi hay là tôi khóc chết luôn. Khóc cho cái ngu của quý vị đó. Mình đã nghe Pháp rồi phải biết vàng bạc là cái tai hại. Đó là con rắn độc mà Phật Thích Ca đã nói. Anh An đi thấy tụi ăn cướp ăn trộm, nó vô cung vua nó lấy vàng rồi lính hay rước, chạy nó rước dọc đường đầy hết. Rồi anh An Đức Phật đi bắt sớm, Phật thấy vàng rồi bước qua anh An nói: vàng Đức Thế Tôn ơi, Đức Thế Tôn nó con rắn độc. Rồi anh An lượm lên coi vàng, nói: Đức Thế Tôn con thấy rõ ràng là vàng, Đức Phật nói con rắn độc. Rồi anh An nói: sao kỳ, thấy Đức Phật nhìn không lẽ con mắt mình nhìn sai. Coi lần nữa thì nói: Đức Thế Tôn vàng thật sự mà Đức Tôn coi. Ngài nói con rắn độc. Lần thứ ba A Nan mới hiểu. A Nan nói: con rắn độc, ngài phải thảy bỏ. Rồi tụi đi đường mấy người ngoại đạo mới lượm. Trời ơi, nói hai thầy trò cãi nhau: mình lượm cái này để cho con rắn độc nó cắn mình, theo ông thầy ông nói. Thì lượm về làm giàu. Mình tưởng làm giàu, giàu chưa hết là nhà vua ra lệnh, bị cái vàng của nhà vua dưới có ấn cái mộc, cái dấu của nhà vua. Tất cả các tiệm vàng mua phải coi chừng, nếu có là báo cho nhà vua biết là bắt mấy tên tội phạm. Thì nó không có, nó lượm được thôi, nó đem vô bán thì tiệm mới cho nhà vua hay lính lại bắt tử hình. Thì vô trong tù nó nói: trời ơi, mình không nghe ông thầy ông dạy đệ tử, nó con rắn độc, mình nói để mình lượm cho nó cắn mình, giờ nó cắn thiệt, nó cắn mình chết, trào đồn đứt cổ. Không, thì nhà vua bữa đó ngủ không được. Tới là 9-10 ông rồi mà. Rồi ngài đi ngang cái ngài nghe, ngài đi vô ngục tù coi có gì quan trái không, mà sao nằm trăn trở hoài không ngủ được. Thì nghe nó than, thì ngài biết là nó quan. Ngài mới dẫn lại Đức Phật, Đức Phật xác nhận là có, nó mới được tha. Thôi đại khái là vậy. Thì chúng ta thấy vàng bạc nó không có ích lợi gì cho mình hết. Quý vị nói một vàng bây giờ nếu mà trong nước đang yên thì một khối vàng có thể mua cả ngàn tấn lúa. Nhưng mà khi hạn hán rồi đó, quý vị đem 1.000 khối vàng mà đổi lấy 1 lít gạo không ai đổi hết. Nó quý sao quý vị không ăn nó đi? Thay thế cơm.
Thành ra quý hay tiện là do cái ngu si con người đánh giá nó. Nhất là người nữ thì quý vậy, vì họ đeo mà cho nó đẹp. Còn người nam thì ít có xài vàng. Người nam thì khoái cái sắc, sắc đẹp quý hơn vàng. Ta nói dùng lửa thử vàng và dùng vàng thử đàn bà, dùng đàn bà mới thử đàn ông. Thì chúng ta phải nhớ người nữ coi chừng cái vấn vàng. Tôi thấy là đeo nhiều lắm, nghe không? Rồi có chết thì tôi nghe là tôi khóc à. Tôi nói là tôi đã thọ giới rồi mà. Thôi tiếng hồ đó, bây giờ tôi tóm lại. Tôi tính giảng rồi giữ cái dự trai tăng ấy, cô ấy có nói là tôi biết cô không hiểu. Thành ra tôi giảng về trai tăng. Để về nếu mà cầu nãy cô nói là đối đế anh em không biết gì hết. Thì thôi, ở đây thì có cái cầu siêu, cầu an cho những người mà dông mà không hiểu gì hết đó. Thì nhờ mấy cô đây, mấy cô lâu năm đó, ta rành cái quyển nghi thức tụng niệm. Mà trong đó không có địa tạng trong tủ cũng có nó riêng. Thì mình tụng rồi tới đâu tùy cái thời gian mình à. Lấy tờ giấy đúc, nhớ đừng xếp nha, kinh sách này xếp tội lắm. Lúc đó ngày mai tụng tiếp. Tụng hết rồi mà chưa linh, tụng trở lại nữa. Mà chưa linh đừng có trách địa tạng nha, phải trách mình. Mình không có giữ giới gì hết, cái tâm mình tán loạn. Tâm tán loạn tụng 10 năm không có kết quả nữa. Thì vậy là phải giữ giới lại cho kỹ. Mà nếu không kết quả tôi xin chịu tội. Tôi nói là tôi bảo đảm vì tôi đã qua mà. Phật tử mà nghe lời tôi giữ giới cho kỹ mà tung địa tạng có người tụng địa tạng sao biết không? Mở mắt nhắm mắt cái biển địa tạng nó hiện trước mặt khỏi cần coi nữa. Tôi nói cái này linh đó, nếu mà cô không linh tôi chịu tội. Niệm Phật mà tới chừng khỏi niệm mà vẫn có tiếng niệm Phật. Thì cái này là nhất niệm rồi còn gì, có người tụng mà thấy địa tạng đến rờ đầu, thấy hào quang, thấy hoa nở. Thấy các điều tướng lạ thì chắc chắn cầu cái gì cũng được hết. Mình với Phật đã tương ưng rồi. Địa tạng tức là ta, ta tức là địa tạng. Thì cái này không phải là vô niệm nha, vẫn là nhất niệm. Nhưng mà nhất niệm này muốn cái gì cũng được. Chế tâm nhất xứ mà vô sự bất thành. Tập trung kỹ mạnh lâu sâu vào một đối tượng thì cầu mong cái gì cũng được hết. Mong tiền hay mong tiền bạc, mong cái gì, mong cái sai lầm thì sa đọa nha. Tôi nói chưa. Nhưng mà mong Phật là không được nha. Nó khó sợ đâu. Mong cái gì cũng được. Thay trời đổi đất nha. Có thể là phước báo kể đóng, chết kiếp sau có thể làm vua, làm hoàng hậu. Nhưng đừng có ham. Làm vua rồi còn khổ thêm nữa. Vua mà tàn ác một cái rồi như là ông gì mới đây đó, chết là xuống địa ngục khổ nhiều kiếp đó. Còn ông Tần Tỷ Hoàng cũng vậy. Tào Tháo vậy, chết mà thành con heo. Mẫu heo ra thấy con heo có cái tên Tào Tháo. Thì chúng ta thấy nhân quả báo ứng không sai chạy. Thành ra người muốn thành thánh, người ta không bao giờ người ta cầu làm vua làm quan hết. Với làm trụ trì nữa. Mấy cái này cái khổ. Trụ trì mà chưa đắc quả là chết. Thay đệ tử nữa. Không khéo thầy trò xuống địa ngục hết. Là tôi đây tôi lo. Cái nguyện tôi là tôi suốt đời tôi không làm trụ trì, không thâu đệ tử, trừ được khi đắc quả là hán. Còn ngoài là ngoài ý muốn của tôi. Bây giờ già rồi thì phạm lợi hết. Nhưng mà tôi không cố tình. Tôi không cố tình. Tôi cũng khôn. Tôi nhờ tôi ngồi thiền tôi thấy. Hồi mà tôi thọ giới tỳ kheo, những quý sư nói phải phát nguyện đi. Tức là tề đó. Tôi không có tề, tôi phát nguyện thôi. Quý sư phát nguyện là nếu mà giữ giới không kỹ, thọ giới đồ sinh tan xương nát thịt. Tôi nghe tôi ghê. Rồi tới tôi nguyện, tôi nói con xin giữ giới cho đến trọn đời để đền ơn giáo hội và chư Phật. Nếu mà con có phạm giới là ngoài ý muốn của con thôi. Quý sư nói ông này khôn. Con biết giữ mà nếu không giữ được, cái sức con 10.000 tấn mà nó quất 12.000 thì con phải sụm đó. Con đâu phải là thánh. Thánh phải là an mới được. Còn phàm phu mà cái sức ý chí mình mạnh thì cái nghiệp nó mạnh hơn nữa. Ý chí mình cao một thước thì cái nghiệp nó 10 trượng. Ý chí 10 trượng thì nó quá đầu tưởng. Trong kinh đã nói mà. Nếu tu theo pháp đối trị đó, để càng đối trị mạnh chừng nào thì cái phản ứng nó càng cao chừng ấy. Trừ ra Bát Nhã thôi. Thành ra bên nay tôi muốn giảng cái Bát Nhã để quý vị cố gắng qua Bát Nhã. Còn không được, Đức Phật Thích Ca rất là từ bi, thì mấy con vào giáo hội của Phật A Di Đà.
thì mấy cô qua bên đó giảng sanh rồi, không có cái cô giỏi tôi cũng vậy đâu, mà tôi không có thì giờ hỏi qua khai kiến Phật là sao chứ, kiến Phật trong lúc mình niệm Phật hay là trước khi chết hay là ra sau khi chết, hỏi câu hỏi rất hay, nhưng mà không có thời giờ để giảng. Thì hẹn chủ nhật khi nào tôi giảng trong kinh Phật thì đừng kha qua khai kiến Phật ngộ vô sanh. Mà vô sanh là gì? Đây tôi có giảng đó, nhập lưu trở lên mới kêu là ngộ vô sanh. Mà qua khai kiến Phật là sao? Lúc mà đang niệm Phật chưa hấp hối, hay là lúc hấp hối, hay là sau khi chết rồi qua khai kiến Phật, nó có hết nhưng mà khác nhau, thì Phật tử phải hiểu. Còn có người hỏi nữa, bên kinh Tịnh Độ nó có nhiều khó khăn lắm. Nhưng bữa lòng bác ái khắp trời mà nói ra những pháp trong đời khó tin, có một số không giảng sanh về hạ phẩm, hạ sanh, trung sanh, thượng sanh, mà giảng sanh về cõi gì tôi quên là kêu bằng biên địa. Mà biên địa là gì sư? Đây không có thì giờ tôi đưa ra, bữa nào rảnh tôi giảng. Biên địa là Phật tử bây giờ cũng có biên địa đấy. Biên địa là chưa xuất gia, chưa vào giáo hội, nhưng mà rất mến giáo hội, cứ lui tới hoài, mà xuất gia thì không được, mà cư sĩ thì không yên. Thôi cái đó để khi khác tôi ta giảng. Vậy thì hết giờ rồi, thì tôi cũng mong cầu Phật tử mà cầu an cầu siêu đó hãy nhớ lời tôi giảng, để sau biết cách cầu cho mình, cầu cho cha mẹ cửu quyền tất tổ mình, tất cả mọi chúng sanh, cầu trong hiện tiền hiện tại, và coi cái cuộc sống của cha mẹ mình, còn lỡ chết rồi cha mẹ có hiện hồn về thì đa số là năm cách như tôi giảng, nó ba cách là mị rồi, tức là gạt mình, chỉ có mạt na a la da. Mạt na là khi tư tưởng im bặt rồi đó, chúng ta nằm chim bao chúng ta thấy. Ở lúc đi học cũng vậy đó, bài toán mình giải không ra lúc thức mà ngủ còn thấy giải bài toán để giảng ra hết, là lúc đó tư tưởng đã im bặt rồi. A la da nó là trực giác mà nó rất là mau. Thì thôi có đó để lại. Thì hai cái này thì tôi đã nói là dầu trong mộng thiệt hay là mộng mị thì cứ trai tăng thôi. Mà trai tăng theo Đức Phật là không có tốn tiền nha, nhưng bây giờ nó tốn. Người nói có chùa phải ra giá đó, nhất là ở bên ngoại quốc 1 triệu 2 triệu mà không đủ là không trai tăng nữa. Còn ở đây là không có, tôi theo Phật thôi, không có các bạc nào hết. Cái gì khá thì đãi Phật tử, còn nghèo quá thì đãi 50 người thôi. Còn ăn nghe pháp rồi đi bộ, đi bộ về. Tôi đây thì vậy hả? Còn cúng với sư là không có cúng. Khi nào muốn cúng tứ sự thì hỏi tôi mới cho, còn không là không có cúng cái gì hết. Chỉ đãi với sư mớ cơm, một món canh, món mặn. Còn không có thì bẻ rau rác chung quanh tỉnh xá này cho quý sư món rau luộc, rồi lấy cái đó lấy nước làm canh, đủ rồi. Ông sư nào hỏi gì cho tôi biết. Cũng là theo cái khả năng mình, nhưng mà kết quả hay không là do cái tâm của Phật tử. Tôi đã nói rồi, con không cúng gì, con món rau luộc, con đi bẻ chung quanh này thiếu gì đâu, tháng mưa này con đem luộc cho sư quý sư dùng, con lấy cái nước con làm canh. Nghe không? Còn ấy thì con mua một vài miếng tàu hũ thì không có miếng nước tương, ở đây cũng có nước tương nữa, giống như sắm rau ăn sống. Người khất sĩ mà có dạng nấy, học trò khó thì cái đó là tôi quý nhất. Nhưng mà con cúng với cái thành tâm nghe sư, kết quả liền, nếu không kết quả tôi xin chịu tội. Đâu phải ở vật chất mà ở cái tâm thành của mình. Tâm thành thì mình cảm A Di Đà, Địa Tạng, Phật ca, cái gì cũng phải hiện ra. Không bao giờ các ngài bỏ một người con mà chí thành. Thì từ nay quý vị nhớ không? Vấn đề xuất bát, vấn đề trai tăng không phải ở tiền bạc, mà do ở cái lòng chí thành, thành tâm của mình. Cảm thì ứng, mà nếu không ứng không kết quả tôi xin chịu tội. Chứ không phải nói là con cúng 1, 2 triệu, 3, 4 triệu, 10 triệu rồi là Đức Phật A Di Đà chứng minh, không có vụ đó. Vậy là Đức Phật là cũng ăn hối lộ đấy, tôi không chịu cái đó. Mình đó Phật tử mới thấy ở đây tôi lạ là tôi mấy người giàu giật kiểu thì tôi cũng không có tiếp, ngồi trên đất hết. Ở đây giờ giàu cách mấy cũng ngồi giữ quý vị, ai vô trước ngồi trước, ai vô sau ngồi phía sau.
chỉ trừ mấy người già cả thì ngồi ở phía trước, còn nam thì ngồi trước, rồi thiếu chỗ người nữ ngồi phía sau. Vì đó là của Phật, không phải của tôi. Mấy ông có nói rồi, sao mà sư kính mấy ông tiền nam mà sư coi khinh tụi con quá, không có đâu, tôi tu mà tôi khinh nữa là tôi sa đọa chết. Thì lường đường như quý vị nhớ là đạo Phật không có người nữ xuất gia nha. Bạch ba lần Đức Phật từ chối ba lần, A Nan năn nỉ ba lần Đức Phật từ chối ba lần. Mà người nữ xuất gia là mẹ ghẻ của Đức Phật, sau khi mẹ ruột chết rồi em ruột lên thay thế để nuôi thái tử, thế mà xin xuất gia Đức Phật ba. Thôi về đi bà ơi, tôi thâu người nữ vô mất 500 năm chánh pháp, bà nên nhớ vậy. Rồi cuối cùng là A Nan bạch, rồi lần thứ ba thì ngài nói thôi đi A Nan, ta đã nói với ông bạch hoài, nhưng mà thôi cái duyên đã vậy, nhất quá tam mà. Ba lần thì người nữ ra nói bà Ba Xà Bà Đề chịu tám kính pháp thì ta đồng ý cho xuất gia. A Nan mừng quá chạy cho bà Ba Xà Bà Đề hay, bà nói không những tám điều, 100 điều con cũng nhận, miễn cho xuất gia thôi. Mà tám điều đó chúng ta thấy là bất bình đẳng, cũng thương người nam bên tăng mà bắt người nữ phải chịu thiệt thòi. Người nữ thọ giới thì phải có bên tăng chứng minh mới được thọ giới, và tăng thọ giới khỏi cần nữ. Người nữ muốn thuyết pháp giảng đạo phải thỉnh tăng, người nữ muốn đọc giới phải thỉnh tăng qua chứng minh. Người nữ giàu xuất gia 100 năm mà người nam thọ giới tỳ kheo rồi phải lại, mặc dầu tuổi đạo là 70-80, già 70-80 tuổi mà người nam mới có hai mấy mà thọ giới tỳ kheo phải lại thôi. Có nhiều cái mình thấy nó bất bình đẳng, nhưng nếu chúng ta dựa theo cái tâm thì rất là bình đẳng, Phật không bao giờ vậy. Do đó người nữ mới là tu bền. Chúng ta thấy bên nam cũng vậy, ở ngoài đời cũng vậy, nhất nam giết hữu mà thập nữ giết vô. Khổng Tử sanh ra một đứa con trai là có, mà sanh ra 10 đứa con gái là không. Nó sự thật là vậy. Thành ra Đức Phật nói nếu các con muốn đi tu tịnh giáo hội phải xét người nam đó, tăng đó thì 2 vị là được rồi, còn người nữ là dưới 4 vị không được đi tu tịnh, chỗ vắng là không được, phải 4 vị trở lên. Tại sao vậy? Ông chân yếu tay mềm, liễu yếu đọt thơ. Nhưng mà tôi thấy là yếu yếu đọt thơ nhiều khi mạnh đó. Nước mất nhà tan, cội bồ đề tróc gốc thì cũng do nước thôi. Rồi nữ thôi, nó yếu, phải yếu mà tôi thấy thấy mạnh đó. Ai mà đánh nước cho được, một nước này đánh nước kia muốn lấy là phải trần thân chết cả triệu người. Thế dân một người đẹp một cái là khỏi chết người nào hết, lấy một cái một thôi. Thì đâu phải yếu, tôi thấy mạnh nhất. Ai mà mềm mà yếu hơn nước, nhưng mà ai mạnh hơn nước, lửa bây giờ gặp nước cũng phải tắt thôi. Lửa là tượng trưng cho người nam, là sùm như bốc ngựa cao như tới gặp nước tắt queo. Tôi thấy vậy đó. Thì tôi nói đại khái là Đức Phật nhìn thấy cái tâm tính nhỏ mọn của người nữ. Chính tôi đã qua, đã làm hiệu trưởng tôi khổ. Cái lớp, cái trường học 14 người, 10 thầy giáo có 4 cô, 4 phe, 10 thầy giáo không có phe nào hết. Vô đây là tôi mới sợ, đúng là tôi sợ. Thì tôi, Đức Phật thuyết cái bài mà hoa sen hay vô cùng. Thấy không? Cái bông sen đó là cái giáo hội tăng già, cái cánh sen là thiện nam, cái nhụy sen là tín nữ, còn cái gương sen là giáo hội tăng già. Cái hột sen khô là các tăng đắc quả, hột sen lép là tăng rớt ra đời. Thì đi tới đâu là có giáo hội tới đó, không có người nữ là cái bông sen không có mùi thơm. Bông sen thơm là do cái nhụy, mà bảo vệ cái gương sen này là do mấy cái cánh sen, là do người nam. Người nam phải lo bên ngoài, người nữ lo bên trong, ăn mặc ở bệnh là người nữ lo hết. Người nữ cực vô cùng, chúng ta thấy người mẹ chúng ta biết rồi, trong gia đình người mẹ khổ vô cùng, mà con cái nên hay hư một phần lớn do người mẹ. Gia đình hạnh phúc hay không do người nữ, do người mẹ, như thế rất quan trọng. Thành ra hồi xưa đó chúng ta thấy người nam là đi ra xã hội, người nữ ở nhà. Tôi thấy làm căn cước 10 người, 10 người nội trợ,
Bây giờ không có là làm giám đốc luôn, nắm đầu làm tới đại tá gì đó bên quân đội, là bà đại tá, bà giám đốc. Rồi bây giờ Phật Bà linh hơn rồi, mới ông ông bị bà bây giờ ở đâu cũng thờ Phật Bà Quan Âm. Bà Quan Âm là đệ tử A Di Đà, mà có ai thờ Di Đà đâu, thờ Quan Âm không? Tổ tiên mới gì ra nhìn coi, ở ngoài trời chùa nào cũng vậy, bà Quan Âm đứng ở ngoài trời đó. Còn Phật Thích Ca, Phật Di Đà nằm tuốt ở trong này. Bên chùa, bên đền nào cũng vậy. Như cây trốn mà tiếp thu lên mấy cái chùa ông rồi bị lấy hết, chùa bà còn y nguyên. Bà Linh nó đi rồi là ở chùa bà thì mình thấy hỏi sao nó không lấy chùa bà mà sư. Chùa ông kế đây là bị lấy rồi mà chùa bà không lấy. Thì mình thấy không? Thì Du Lan là gì? Báo hiếu cha lẫn mẹ, mà tôi không nghe, ít nghe ai nói về cha. Toàn là mẹ không à, kể chuyện là kể mẹ không. Thôi giờ chúng ta trở lại. Như vậy thì người nữ không phải là kém, nhưng mà bốn chất sinh lý người nữ phải kém. Thành ra đi đâu là chỗ vắng là không được. Thành ra Đức Phật rất là công bình. Chúng ta thấy hồi đó ông bà cha mẹ ông nội ông cố chúng ta sống với nhau răng long đầu bạc. Còn bây giờ mà lập gia đình rồi ly dị nhà nhóc, nhất là ngoại quốc, một người nữ có khi 7, 8, 9 người chồng. Quý vị hỏi mấy người Việt kiều về có phải không? Tôi không có nói thêm. Còn hồi xưa đó thì trai 5 thê 7 thiếp, gái 9 chuyên có 1 chồng, mà nó yên. Mấy người nghĩ người ta nữ, người ta nhẫn nhục hay lắm, chịu đựng hết. Mà ra xã hội mà nhẫn nhục thì lương thiếu gì, đầy nhóc. Còn người đàn ông thì cứ ngắt ra làm việc không có lương, không ai mướn ở đó. Nhất là mấy cái mà bệnh viện mướn toàn người nữ không à, những phát việc gì đó anh ấy tôi thấy toàn người nữ, y tá là người nữ không, cái dịu dàng vô cùng mà ai không khoái cái dịu. Thôi như vậy là trước khi dứt lời một lần nữa thì quý vị có đi chủ nhật tôi sẽ giảng về tịnh độ và quế độ. Tịnh độ cũng ngay sát thân này, mà quế độ cũng ngay sát thân này. Quế độ thì cải sửa, tịnh độ là nhận lại. Mà nhận lại thì nhớ là không pháp môn, không thầy, không người chỉ dạy, do mình tự ngộ. Còn quế độ thì phải có thầy sáng, có bạn lành tu, có pháp môn, có từ từ, có lai rai, có cải sửa. Mà nếu quế độ này không cải sửa được, không có ý chí, đừng có trông mong qua tịnh độ. Mà cải sửa tới đâu? Tới nhị thiền sắc giới. Người trời dục giới khó quá, có thể được mà khó quá. Bởi vì cái đó cũng có ứng chứng niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, coi đếm khỏi cần niệm Phật thì giống như nhị thiền, nhưng mà được 5, 3 phút, 7, 8 tiếng hết. Còn cái kia người ta nhập có 7 ngày, 7 tháng, 7 năm thì đây qua cõi trời sắc giới. Mà muốn vậy thì phải giữ 8 giới. Nhưng trời ơi, sư ơi, thời buổi này mà sư giữ 8 giới bỏ 3 cái hạnh sao còn làm không được. Con ghiền truyền hình rồi, con ghiền son phấn rồi, con bỏ không có được. Sư rầy thì rầy chứ mà nếu cùng lắm con kính sư là con vô tịnh xá con không thọ thôi. Mà sư có gặp con đi đám cưới rồi sư biết con giống như mấy cô đào hát bóng vậy đó. Tôi gặp mà tôi đi bác tôi gặp tôi hỏi sao bữa nay mà làm giống mấy cô đào quá vậy. Sư thông cảm, sư ơi bữa nay con đi đám cưới đầu hàng. Thì tôi nói là cái hạnh nó khó giữ, hạnh nó khó giữ. Có vô đây kính tôi, nể tôi, vì cái tánh tôi nay nói thẳng thì ai cũng hơi xấu hổ. Tôi gặp mà son phấn là tôi làm à, đeo vàng cho nhiều rồi tôi vứt liền à. Đằng sau này nữa bị bóp cổ thì nhớ tới tôi. Rồi đó ông sư cũng nói mà không nghe, giờ mình chết rồi làm con ma đói vàng. Tự cố gắng, cứ cố gắng giữ giới thì nó bảo vệ cho mình. Không có ông Phật nào bảo vệ cho mình hết. Mình bảo vệ cho mình, mà nói mình bảo vệ mình là cái gì? Là cái xác thân này. Muốn khỏi chết oan thì cố gắng ôm lấy giới luật. Giới luật sẽ cho các con giàu sang quan quyền vua chúa,
giới luật sẽ đem lại trí tuệ cho mình. Nghiệp qua, tai qua, nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, phước sanh huệ trưởng là nhờ giới luật. Sanh về cõi trời, sanh về cõi cực lạc là nhờ giới luật. Nếu chưa đắc quả là hạn, muốn nhập niết bàn cũng phải nhờ giới luật. Giới là thầy của ba đời chư Phật và thầy của chúng ta. Thành ra mỗi lần tôi thọ giới tôi nhắc lại cái đó hoài, nhắc lại cái hoài. Thì Phật tử phải nói giới luật bảo vệ cho mình, không có ông Phật nào bảo vệ cho mình hết. Mình cứ sát sanh trộm cắp, công an bắt mình, Quan Âm ơi cứu con, Quan Âm mà cứu tôi xin xuống địa ngục, không có Quan Âm nào cứu mình được hết. Chỉ có giới luật mới cứu mình thôi. Mình không sát sanh trộm cắp, công an làm gì bắt mình được. Vậy trước khi dứt lời một lần nữa, tôi cũng xin chúc cho mấy Phật tử trai tăng hôm nay, lấy đồ mật đó, là cũng như là cô Tịnh Tường, cầu siêu cho Nguyễn Văn Thưởng hưởng thọ 71 tuổi, bà Trần Thị Mào hưởng thọ 63 tuổi, mất ngày 2 tháng 9 98, cô Đặng Ngọc thì cầu siêu cho bà Trung Thị Tư, pháp danh Kim Ngọc, mất ngày 29 tháng 8 2009, hưởng thọ 87, và cầu an cho Tăng Thị Muôn 76 tuổi, pháp danh là Phúc Hải. Giờ mới đưa hả? À, nhập viện ở đây hả? À, được rồi. Và cũng như cầu an cho Phạm Thị Bế 41 tuổi, pháp danh là Như Đức, đang nằm bệnh viện viện Trà Vinh. Tăng Văn Tốt pháp danh Duyên Minh 72, Lê Phước Hải pháp danh Hòa Nhẫn 65, Dương Hạng Hòa pháp danh Bửu Hiệp 69, Dương Ngọc Thủy Nguyên Kiên, Dương Ngọc Thùy pháp danh Trân Phúc Hiền. Còn cô Như Quang cầu siêu cho bà Lâm Thị Hợi 74, pháp danh Diệu Ngân. Cô này Phật tử mà coi bộ còn mê tín quá. Cầu đến nay mấy chục năm rồi, mất năm 1996, tới nay là gần 10 năm rồi đó. Mà cứ thấy bà hoài, mà nghe pháp không phân biệt coi cái đó là mộng hay là mỹ. Thì cầu mà cái tâm không có thành, cầu hoài mà không kết quả, mà gia đình thì cũng không hiểu đạo gì hết, mà có nghe pháp mà không biết cách cầu cho gia đình, thì bây giờ mình phải tụng kinh Địa Tạng thôi. Rồi đa tình chừng nào được Địa Tạng mà rờ đầu, mà muốn đợi Tạng rờ đầu hào quang là phải do cô Như Quang. Mình thành kính, mình cảm thì Di Đà Phật Địa Tạng sẽ giúp đỡ mình. Bởi Địa Tạng là giáo chủ của 4 đường ác, chứ cầu A Di Đà không được. A Di Đà mỗi người nó có một cái nước của người ta riêng. Thì đây mấy người mà không chịu nghe Phật pháp là mấy người bị trói cột ở trong cái hắc ám, tức là địa ngục, nào bị súc sanh, năn nỉ cái gì họ cũng không có làm được. Cái đó phải nhờ cái oai linh của chư Phật, chư Bồ Tát. Thì Địa Tạng mà cảm một cái thì Ngài giúp đỡ liền, thì mấy cái dòng này sẽ đổi lại, họ sẽ có cái nhận thức sáng suốt. Dừng đó họ kiếm cô Như Quang, họ năn nỉ, chị dẫn em đến tịnh xá để em nghe pháp, chứ đừng nói là mình kêu mà họ năn nỉ mình. Thì cái cảm ứng đó là do ở cô Như Quang, ở cho người con. Mấy ông mấy bà thử làm thì không kết quả tôi chịu, mà không kết quả là do quý vị. Do gì? Quý vị niệm Phật không được nhất niệm, mà không nhất niệm là gì? Thiếu giữ giới. Cứ đi ra ngoài xã giao về lộn với người ta đủ thứ chuyện hết. Về cái nhớ cái đó hoài làm sao nhất niệm. Niệm sao mà tới kinh Địa Tạng nó hiện trước mặt mình. Mở mắt nhắm mắt cái kinh cũng hiện trước. Muốn coi kinh cũng được, khỏi coi cũng được. Đây là nhất niệm. Niệm Phật tới mà khỏi cần niệm nữa, thì tiếng niệm Phật nó ở bên tai mình. Rồi mình tống nó vô rồi nó lại tràn ra cái tai mình. Thì đây là nhất niệm. Chứ đâu phải là niệm nhiều, đâu phải là tụng Địa Tạng mỗi đêm 2-3 thời, tụng 1 tiếng 2 tiếng không ăn thua gì hết.
tụng 5-10 phút cũng được mà phải nhất niệm. Tôi nên nhắc quý vị chỗ đó, cái gì cũng phải làm thật sự, mà thật sự là ở cái tâm, chứ không phải ở cái số lượng nhiều hay ít. Tôi cũng năn nỉ quý vị cho tôi nói hoài, đạo Phật là đạo của tâm, có ba cái nghiệp: thân nghiệp, miệng nghiệp và ý cái tâm nghiệp. Thì tâm nghiệp là chánh, được tâm nghiệp là được tất cả, thân miệng không cần cũng được. Quý vị muốn niệm Phật cho nhất niệm thì mẫu giáo thân lại Phật, miệng niệm Phật, thì cái tư tưởng mới nhớ nghĩ tới Phật được. Còn niệm đã lâu rồi, đã nhất niệm rồi, quý vị khỏi lại Phật, khỏi niệm nữa, vẫn có tiếng niệm. Đây là tu khá nha, thế đừng có bắt chước làm mà không được rồi đổ thừa tôi à. Tôi giảng rành lắm á. Thì quý vị muốn cầu cái gì cũng ứng hết trơn á. Cứ cầu mình giảng sanh, vẫn giảng sanh. Muốn cầu Di Đà hiện ra, Di Đà sẽ hiện ra. Mình nói chuyện với Di Đà, mà có chừng á, Di Đà có Di Đà dỗn nữa đó. Ma quỷ nó thấy mình cái tâm không thành, nếu thành lại Di Đà hiện thôi. Bị thành tâm tức là niệm nhất niệm thì hào quang Di Đà sẽ chiếu vào xác thân mình, ma quỷ nó dắt dò lên cổ. Còn nếu mà niệm mà có tâm tà, tức là mong cầu không chính đáng, không giữ giới, thì ma quỷ nó dựa vào cái mong cầu mà nó hiện Di Đà. Nó cũng có hào quang, nhưng hào quang của nó nóng. Muốn mua hào quang vàng, nó cũng hiện mà vàng cho mình thấy. Thì nếu mà nghe lời nó nói là mình chết, thọt ngũ âm ma, mình đi theo nó. Thành ra đạo Phật phải đi nghe cho hiểu cho rành. Còn nếu muốn biết là ma giả ma thiệt, khoan có tin, cứ tiếp tục niệm Phật với thành kính. Mà nếu không thành kính là ma nó vẫn hiện hiện hoài. Thành kính là nhất niệm mình với Di Đà cảm, thì hào quang Di Đà chiếu tới thì nó dắt dò lên cõi, nó chạy đi. Nếu còn nếu niệm thành kính nữa mà cái hào quang ở Di Đà, hình Phật Di Đà càng ngày càng rõ ràng, đúng là Di Đà thiệt. Còn nó mờ mờ nó chạy mất luôn thì cái này A Di Đà giả, A Di Đà dỗm, chạy dắt cò lên vỏ cổ chạy mất. Thì là do hào quang ở Di Đà chiếu lợi, thì hào quang hắc ám của ma quỷ nó sẽ biến mất ngay. Đây là không phải của tôi nha, của Duy Thức mà của các tổ đã chỉ dạy lại. Lâu lâu tôi nhắc lại. Thì địa tạng cũng vậy, nếu quý vị thấy địa tạng, không thì quý vị nhìn cái quyển kinh, nhắm mắt mở mắt cũng thấy chữ đó, mới gì khỏi cần coi kinh nữa. Nó đã nhập tâm rồi, kinh Địa Tạng nhập tâm, thì đó là nhất niệm. Còn quý vị muốn cầu cho cái dông nào thì kết quả lập tức. Người đó dầu cứng như sắt đá bây giờ cũng chuyển lại. Chị ơi dẫn em đi vô nghe Pháp, chị ơi coi em muốn thọ giới à, thì bắt đầu là biết người này là. Hãy mình cảm thì mình biết là gia đình sẽ thay đổi thôi.